mùa giải VBA đáng nhớ với người hâm mộ Thành phố Hồ Chí Minh khi bên cạnh sân CIS của Sài Gòn Heat, sân Hồ Xuân Hương của City Wing, thì nhà thi đấu Tân Bình cũng sẽ tràn ngập trong bầu không khí bóng rổ khi trở thành sân nhà của đội bóng Cần Thơ Catfish. Đội bóng miền Tây đã khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng trên sân Đà Nẵng Dragons và hiện đang xếp thứ hai. Hôm nay họ sẽ tiếp Thăng Long Warriors, đội chưa có được cảm giác chiến thắng sau khi thất thủ trong trận ra quân trước City Wing. Khi thể thức thi đấu không ở quay trở lại thì thành tích trên sân nhà đóng vai trò quan trọng cho mục tiêu của các đội bóng. Chính vì thế mà cả Cần Thơ Catfish và Thăng Long Warriors đều đang rất quyết tâm để hướng đến chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng trước khi đến với diễn biến của trận đấu thì xin mời quý vị khán giả hãy cùng gặp gỡ vận động viên Thanh Hiệp và Thái Ân để cùng điểm qua một số điểm nhấn chuyên môn đáng chú ý. Xin được cảm ơn biên tập viên Tú Văn với những thông tin sơ bộ trước thềm trận đấu giữa Cần Thơ Catfish và Thăng Long Warrior. Và cũng xin được tiếp lời với biên tập viên Tú Văn thì Cần Thơ Catfish chắc chắn sẽ rất muốn phá dớp debut buồn ở trên sân nhà mùa này của các đội, có được cảm giác thoải mái, sự tự tin cao nhất khi thi đấu trên sân nhà mới, nhà thi đấu Tân Bình. Và các Barca hoàn toàn có cơ sở để tin vào điều này, bởi vì có một cái kết khác so với Hà Nội Buffalo, Thăng Long Warrior, Đà Nẵng Dragon và cả nhà đương kim vô địch Sài Gòn Heat, khi không chỉ có một sân nhà mới mà họ cũng có cho mình những nhân sự mới khi bước vào mùa giải năm nay. Không còn cầu thủ mang tính biểu tượng Dương Thành Tâm, nhưng Cần Thơ Catfish cũng chào đón sự trở lại vô cùng quan trọng của ngoại biên The Angelo Hamilton, người đã đồng hành cùng với họ trong chiếc vô địch năm 2018. Và cầu thủ này cũng đã ngay lập tức bắt nhịp trở lại với thành tích 26 điểm, 20 rebound và 4 pha cướp bóng trong chiến thắng 76-72 trước Đà Nẵng Dragons. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của những nhân tố đến từ Cuba như huấn luyện viên Leonardo Perez và hậu vệ Đà Nẵng 23 tuổi Bueno Luis Amori. Nhưng có một điều mà người hâm mộ vẫn chưa yên tâm đối với chiến thắng vừa qua, đó là tỷ lệ ném 3 của Cần Thơ Catfish, khi chỉ có Hamilton và Hoàng Tú là những cầu thủ đạt tỷ lệ trên 50% những cú ném ngoài vòng cung. Vâng, và đó chắc chắn là điều mà Cần Thơ Catfish cần phải lưu tâm, bởi ngày hôm nay họ sẽ có lần đầu tiên đối đầu với lại Lê Hiếu Thành, cựu hậu vệ đội trưởng đã có những đóng góp rất lớn để tạo nên đế chế Catfish Nation trong những mùa giải vừa qua, và mùa giải năm nay đã chuyển sang khoác áo Thăng Long Warriors. Thất bại của những chú khủng long trên sân nhà trước Hồ Chí Minh City Wing ở tuần vừa qua là một điều đáng quên. Nhưng trong thất bại đó thì Lê Hiếu Thành đã tỏa sáng và đã quay về với những gì, những phẩm chất tốt nhất của anh. Đó là kinh nghiệm, đó là sự khôn ngoan và cả những cú bắn ba sắc bén. Lê Hiếu Thành trận đấu đó đã có cho mình 19 điểm, ngang bằng điểm số với ngoại binh đó là Thomas Iloze, nhưng dẫn đầu đội bóng về tỷ lệ field goal cũng như những cú đếm ba thành công. Vậy thì đâu là những điều mà thầy trò Gerard Lovic cần lưu tâm nhằm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên mùa này? Đầu tiên đó là hạn chế turnover khi cố gắng luân chuyển bóng giữa hậu vệ và creators như Justin Young hay Guduze. Bên cạnh đó họ cũng có thể tận dụng tốt thể hình và tốc độ của dàn nội binh chất lượng như Đặng Thái Hưng, Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Thế Hiển để từ đó có thể đa dạng hơn khả năng ghi điểm và phát huy được ưu điểm về chiều sâu đội hình. Còn với đội chủ nhà Cần Thơ Catfish, chắc chắn sẽ là cải thiện khả năng ném ba với các tay ném như là Sang Đinh, Hoàng Tú, Bueno Amori và cả lão tứ Trong Bâu. Bên cạnh đó thì việc chia lửa cùng với DeAngelo Hamilton là cực kỳ quan trọng, đặc biệt là trong câu phòng ngự, khi mà đối thủ của họ Thăng Long Warrior sẽ ép rất nhiều vào vị trí của cầu thủ chủ lực này để buộc anh phải đối mặt sớm với foul trouble. Bên cạnh đó thì với một đội hình được tổ chức kỷ luật của huấn luyện viên Gerard Lukic thì những pha xử lý đột phá ngẫu hứng mang đậm chất Latin của hậu vệ Bueno Amori sẽ đôi khi tạo nên sự khác biệt. Và tôi nghĩ là chừng đó yếu tố cũng đã đủ để chúng ta khai màn bữa tiệc bóng rổ đang được chờ đợi nhất trên nhà thi đấu Tân Bình. Tôi là bình luận viên Thanh Hiệp cùng với bình luận viên Thái Ân sẽ gửi đến các bạn trận đấu ngày hôm nay.
Và bây giờ chúng ta cùng đến với đội hình ra sân ngày hôm nay của Thăng Long Warriors. Number 0 Nguyễn Hoàng Tuấn, Number 2 Võ Huy Hoàng, Number 4 Layton Thomas Dudoset, Number 6 Trương Hoài Trung, Number 7 Đặng Thái Hưng, Number 10 Phan Nguyên Khải, Number 12 Justin Shaw, Number 14 Nguyễn Văn Hùng, Number 17 Phạm Đức Khải, Number 21 Hoài Thế Hiển, Number 43 Asen Vukovic, Number 65 Lê Hiếu Thành, huấn luyện viên ông Bertrand Lukic và trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Việt Cường. Còn bây giờ chúng ta cùng chào đón đội hình ra sân ngày nay cùng Cần Thơ Cavs. Trọng tài của trận đấu ngày hôm nay, Mr. Dong Hyun Lee, ông Lê Hồng Thuận và bà Phạm Thị Kim Trâm. Ngay bây giờ xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý vị ban khách và toàn thể quý vị khán giả chúng ta cùng nhau đứng lên làm lễ trao cờ. Xin mời tất cả chúng ta hãy cùng nhau chỉnh trang y phục để bắt đầu lễ chào cờ. Quốc ca. Các bạn, chúng ta sẽ đến với nhà thi đấu quận Tân Bình để chứng kiến trận đấu giữa hai đội bóng Cần Thơ Catfish, đội chủ nhà, và đội bóng làm khách Thăng Long Warriors. Hiện giờ Cần Thơ Catfish họ đang có thành tích là 1-1 sau trận đấu trước Đà Nẵng Dragons, và Thăng Long Warriors hiện giờ họ đang chưa có một chiến thắng nào sau quãng thời gian thi đấu ở trên sân nhà. Và đây là hình ảnh của huấn luyện viên trưởng ông Leonardo Pérez Armenteros của Cần Thơ Catfish.
Ngày hôm nay thì ông Leonardo Pfeffer Camateros sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, bởi vì bên phía của Thăng Long Warriors sẽ rất khó khăn để có thể hạn chế được D'Angelo Hamilton. Và vừa rồi chúng ta nhìn thấy những hình ảnh của huấn luyện viên Pedak Lukic của đội bóng làm khách Thăng Long Warriors, và đây là đội hình ra sân của đội bóng chủ nhà: Luis Amari, Chong Po, D'Angelo Hamilton, Đinh Thanh Sang và Bùi Quốc Tân. Hiện giờ thì Cần Thơ Catfish họ đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Có điều đội bóng Thăng Long Warriors ngày hôm nay họ sẽ cần phải làm nhiều hơn, đó là tạo điều kiện cho Lucozet, một trong những việc ngoại binh của Thăng Long Warriors có khả năng ném ba tốt, nhiều không gian hơn. Và đây là đội hình ra sân của Thăng Long Warriors: Lucozet, Trương Hoàng Trung, Justin Young, Vukovic Asenje, và cầu thủ cuối cùng đó là Lê Hữu Thành. Chắc chắn rồi, cầu thủ mang áo số 65 của Thăng Long Warriors quá hiểu Cần Thơ Catfish, khi mà cả sự nghiệp VBA của Lê Hữu Thành ở Cần Thơ Catfish với vai trò là đội trưởng. Và chính bản thân Lê Hữu Thành cũng đã từng vô địch với cả Cần Thơ Catfish vào năm 2018. Không biết rằng Lê Hiếu Thành sẽ có cảm xúc như thế nào khi đối đầu với đội bóng đã đi cùng với anh trong một quãng thời gian quá dài. Việc mà có trở lại D'Angelo Hamilton, Cần Thơ Catfish chắc chắn cảm thấy rất ổn, bởi vì D'Angelo Hamilton là một người cũng đã vô địch với cả Cần Thơ Catfish vào năm 2018. Anh cũng đã quá hiểu VBA. Hiện giờ trên màn ảnh chúng ta đang là vị trọng tài ông Dong Hyung Lee, trọng tài người Hàn Quốc. Cùng với ông Dong Hyung Lee là vị trọng tài Lê Hồng Thuận và vị trọng tài nữ Phạm Thị Kim Trâm. Trận đấu của chúng ta chuẩn bị được bắt đầu. Ngày hôm nay thì người hâm mộ đánh giá rằng Vukovic, ngoại binh trung phong của Thăng Long Warriors, sẽ gặp khó khăn phần nào khi đối đầu với cả D'Angelo Hamilton. Vì D'Angelo Hamilton là một cầu thủ thi đấu theo thiên hướng cơ bắp, thích va chạm. Trong khi Vukovic ở trận đấu đầu tiên chưa cho thấy được sự đảm bảo. Và bóng trong tay của Cần Thơ Catfish trong đợt tấn công đầu tiên, Luis Amori đang là người cầm bóng. Cầu thủ 23 tuổi người Cuba vừa có một tình huống điểm số đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay. Pha tấn công rất lắt léo và cũng như là đơn giản có điểm dành cho Luis Amori. Cũng chuyển ra, luân chuyển bóng tốt đến từ Thăng Long Warriors, floater bởi Justin Young. Tình huống chưa thành công. Lucozet chuyển ra, Lê Hiếu Thành với cú ném 3 điểm. Cú ném 3 điểm đó chưa thành công nhưng vẫn tiếp tục bóng dành cho Thăng Long Warriors. Trương Hoàng Trung chống chạy với một tình huống ném 3. Những tình huống ném của Thăng Long Warriors chưa có được cảm giác tốt. Đội hình của Cần Thơ Catfish họ có rất nhiều những yếu tố, cả kinh nghiệm, cả tuổi trẻ, vào đó là cú ném 3 điểm ngọt ngào đến từ D'Angelo Hamilton. 5-0, Cần Thơ Catfish họ đang có cảm giác tốt hơn. Chắc chắn rồi, vì đây là sân nhà của họ. Dù đây là một sân mới nhưng yếu tố khán giả sẽ luôn là một thứ gì đó giúp cho các cầu thủ Cần Thơ Catfish tự tin nhiều hơn. Trương Hoàng Trung đột phá chưa thể qua được Luis Amori, thậm chí còn để bị mất bóng. Bùi Quốc Tân, các cầu thủ của Cần Thơ Catfish họ không vội vàng. Nhưng tại sao các cầu thủ Thăng Long Warriors lại chống chải, bỏ Luis chống chải đến như vậy? Những pha bóng lập bập đến từ đội bóng làm khách Thăng Long Warriors. Bóng trong tay của Đinh Thanh Sang lên rổ, không có lỗi đến từ Trương Hoàng Trung. Trương Hoàng Trung không bị thổi còi. Vukovic, rõ ràng là Vukovic quá yếu so với D'Angelo Hamilton. Trọng tài vừa cất tiếng còi. Và đó là tình huống phạm lỗi.
đến từ cầu thủ mang áo số 10 Trong Paul của đội bóng chủ nhà Cần Thơ Catfish. Có thể nói Trong Paul ở mùa giải năm nay việc cố gắng quay trở lại sân đấu VBA là một sự thành công đến từ Trong Paul. Mày lão tướng này đã 41 tuổi và vừa rồi là có điểm số đầu tiên đến từ đội bóng làm khách Thăng Long Warriors. Một người có điểm đó chính là cựu đội trưởng của Cần Thơ Catfish Lê Hiếu Thành. Đinh Thanh Sang đối đầu với người đồng đội cũ, lên rổ đến từ Đinh Thanh Sang, nhưng pha lên rổ đó Đinh Thanh Sang đã đi ra ngoài. D'Angelo Hamilton bị phạm lỗi bởi Trương Hoàng Trung. Chính xác đó là lỗi đến từ Trương Hoàng Trung. Nhưng có thể thấy rằng D'Angelo Hamilton rất khéo và rất xinh nhăng. Thực sự là rất khó khăn để có thể truy cản được D'Angelo Hamilton. Có hai pha ném phạt dành cho ngoại binh của Cần Thơ Catfish. Cú ném đầu tiên bóng đi vào rổ dành cho D'Angelo Hamilton. Người hâm mộ của Thăng Long Warriors thực sự họ sẽ cảm thấy cần nhiều hơn đến từ ngoại binh thi đấu ở vị trí trung phong Vukovic. Và thậm chí Vukovic còn để cho Đinh Thanh Sang có một pha putback quá dễ dàng. Vukovic, cú ném 3 điểm đến từ Vukovic. Bóng không đi vào rổ dành cho Vukovic. Vukovic trong tình huống đó thực sự đã quá trống trải rồi. Luis Amory, các cầu thủ của Cần Thơ Catfish họ luôn chuyển bóng tốt, nhưng pha ghi điểm đó chưa thành công đến từ Trong Paul. Tình huống chuyền hay, lên rổ tốt đến từ các cầu thủ của Thăng Long Warriors và có điểm số đầu tiên dành cho Vukovic. Pha chuyển đổi trạng thái hay đến từ Thăng Long Warriors. Đinh Thanh Sang rất lắt léo đến từ Đinh Thanh Sang. Cú ném sau đó đến từ Đinh Thanh Sang, bóng đã đập ra ngoài. Chung. Bài chạy đến từ Thăng Long Warriors, tình huống give and go, nhưng Vukovic không hề có khả năng để có thể ghi điểm trong pha bóng đó. Trong Paul rất từ tốn đến từ Trong Paul, nhưng trọng tài xác định tình huống phạm lỗi bởi D'Angelo Hamilton. Đó là pha phạm lỗi đẩy từ đằng sau. Hãy cùng xem lại pha quay chậm này. Trước đó Trong Paul cũng đã có một pha bóng rất thông minh, cánh đưa Trương Hoàng Trung lên trên không, nhưng Trong Paul lại không tận dụng được cơ hội đó, cũng như lại không cầu lỗi đối với Trương Hoàng Trung. Đây là 4 điểm cho đội bóng chủ nhà. Lucozet bị theo kèm rất sát. Sau trận đấu đầu tiên, Lucozet có những pha ném 3 điểm chắc chắn. Các cầu thủ của Cần Thơ Catfish họ cũng đã đọc bài và muốn hạn chế Luis Amory. Tình huống chuyền tốt đến từ Amory. Chuyển đổi cánh là rất hay đến từ Trong Paul dành cho Bùi Quốc Tân, và bóng gọn ghẽ đi vào rổ dành cho Bùi Quốc Tân. Quá đủ đầy không gian và thời gian để cho Bùi Quốc Tân nắn nốt. Justin Young, Eurostep có lỗi nhưng không có điểm dành cho Justin Young. Và phải chăng tình huống phạm lỗi đó đến từ số 10 của Cần Thơ Catfish? Chính xác đó là lỗi bởi Trong Paul, hai lỗi cá nhân đến từ lão tướng của Cần Thơ Catfish. Sẽ có hai pha ném phạt dành cho Justin Young. Và Hoàng Thế Hiển ra sân lần đầu tiên tại VBA năm nay. Ở trong trận đấu đầu tiên gặp Hồ Chí Minh City Wing thì Hoàng Thế Hiển chưa được huấn luyện viên Predak Lukic tin dùng. Hoàng Thế Hiển là một cầu thủ thi đấu rất tuân thủ chiến thuật, có một cầu thủ theo thiên hướng phòng ngự cánh, có khả năng ném tầm trung. Cú ném phạt thứ hai của Justin Young, bóng chưa đi vào rổ. Và Trong Paul cũng chưa ra ngoài sau pha phạm lỗi cá nhân thứ hai. Trong Paul áp lực đủ lớn đến từ Hoàng Thế Hiển. Các cầu thủ Thăng Long Warriors họ đang đánh phản công nhanh. Glucozet lên rổ, nhưng pha bóng đó Glucozet cũng chưa đi vào rổ, và đây là lợi thế về người dành cho Cần Thơ Catfish. Bùi Quốc Tân, không ai kèm Bùi Quốc Tân cả vì Bùi Quốc Tân thi đấu quá thông minh. Và hộ ý dành cho đội bóng làm khách Thăng Long Warriors.
Các cầu thủ của Thăng Long Warriors họ không tận dụng được cơ hội tấn công, và cũng như trung phong của Thăng Long Warriors tiếp tục khiến cho người hâm mộ của họ đặt ra một dấu hỏi. Sau quãng thời gian hội ý thì các cầu thủ của Thăng Long Warriors sẽ là người phát bóng. Và Nguyễn Văn Hùng, cầu thủ mang áo số 14 của Thăng Long Warriors cũng đã vào sân. Có thể thấy rằng trong những phút vừa qua thì Cần Thơ Catfish họ đa dạng hơn trong các pha luân chuyển bóng, và không gian của các cầu thủ Cần Thơ Catfish rộng rãi cũng như thoáng hơn so với việc là các cầu thủ của Thăng Long Warriors. Các cầu thủ của Thăng Long Warriors họ không tạo ra được áp lực ở khu vực dưới rổ, và từ đó cánh ngoài cũng không có nhiều sự lựa chọn. Tình huống chuyền đến từ Zhang Yang dành cho Glucozet, và trọng tài xác định là có lỗi trước đó đến từ D'Angelo Hamilton hoặc là Bùi Quốc Tân. Và điểm số trong pha ném vừa rồi đến từ Glucozet sẽ không được công nhận. Đã vừa rồi là tình huống phạm lỗi đến từ Bùi Quốc Tân. Nguyễn Văn Hùng với một cú ném chủ động giữa bảng đến từ Nguyễn Văn Hùng. Mình pha bóng đằng sau đó, Nguyễn Văn Hùng không thu hồi lại được. Đinh Thanh Sang tiếp tục với những tình huống chuyển đổi cánh đến từ Cần Thơ Catfish, nhưng lần này Luis Amori ném 3 điểm không thành công. Justin Young chuyền bóng cho Lê Hữu Thành. Lê Hữu Thành quá chống trải với tình huống ném 3 điểm nhưng bóng đã tráng ra. Một chút sự thiếu may mắn đến từ Lê Hữu Thành. Tay của Luis Amori, lợi thế về thể hình đến từ D'Angelo Hamilton, rất khỏe đến từ D'Angelo Hamilton, và bắt buộc phải phạm lỗi, chắc chắn là sẽ có lỗi đến từ các cầu thủ Thăng Long Warriors trong pha bóng vừa rồi, vì D'Angelo Hamilton quá khỏe. Sẽ có hai pha ném phạt ngay sau đây dành cho D'Angelo Hamilton. Điều này đã được dự đoán trước kể từ khi trận đấu chưa diễn ra, khi mà D'Angelo Hamilton có một thể hình tốt hơn cũng như là một lối chơi cơ bắp hơn rất nhiều so với trung phong Vukovic Asanje của đội bóng Thăng Long Warriors. Và thậm chí Vukovic còn đang ra ngoài nghỉ, nhường chỗ cho Nguyễn Văn Hùng, một người có khuynh hướng thi đấu va chạm và cũng như là sẵn sàng sử dụng thể hình nhiều hơn. Cách hiện giờ là 9 điểm dành cho đội bóng chủ nhà. Justin Young đang muốn chuyển bóng cho Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn cũng đã vào sân, một tình huống chuyển bóng tốt. Nguyễn Văn Hùng chưa thể móc rổ được bởi vì sải tay của D'Angelo Hamilton là quá dài. Thực sự D'Angelo Hamilton là một bức tường để mất bóng đến từ cầu thủ của Cần Thơ Catfish. Đó là tình huống mất bóng bởi Hoàng Tú, cầu thủ mang áo số 52, và anh cũng vừa mới vào sân. Có lẽ cảm giác đối với bóng vẫn chưa có đến từ Hoàng Tú. Và bóng trong tay Nguyễn Hoàng Tuấn với cú ném tầm trung. Các cầu thủ của Thăng Long Warriors thực sự họ đang chưa có cách để mà đưa bóng đi vào rổ của Cần Thơ Catfish được, trong khi Cần Thơ Catfish
họ có nhiều cơ hội hơn. Và đây là tình huống chuyển đổi trạng thái phản công nhanh đến từ Thăng Long Warriors. Dẫu vậy thì Lê Hiếu Thành không tận dụng được cơ hội đó. Sự lắt léo đến từ Đinh Thanh Sang. Tình huống behind the back có một chút màu mè đến từ Đinh Thanh Sang. D'Angelo Hamilton sử dụng cơ bắp quá thông minh. Và Hoàng Thế Hiển gần như đã làm hết cỡ rồi, nhưng chỉ có thể tô đẹp hơn sau pha bóng vừa rồi đến từ D'Angelo Hamilton. Bẵng đi một quãng thì Cần Thơ Catfish đã có khoảng cách là 11 điểm. Cú ném 3 điểm đến từ Nguyễn Văn Hùng. Cú ném 3 điểm đó đã cho thấy rằng các cầu thủ Thăng Long Warriors họ bế tắc đến như thế nào. Cú ném 3 điểm trả ngược lại đến từ D'Angelo Hamilton, nhưng cũng là một tình huống bóng dội ra. Đập bóng từ đằng sau là tốt đến từ Luis Amori. Suýt chút nữa để bị mất bóng đến từ Đinh Thanh Sang. 2 phút 20 giây là khoảng thời gian còn lại của hiệp thi đấu đầu tiên. Tính tới thời điểm hiện tại thì các cầu thủ Thăng Long Warriors họ quá bế tắc và trọng tài đã cất tiếng còi, không công nhận điểm. Trọng tài đã ra dấu hiệu không công nhận điểm. Trọng tài Hồng Thuận đã cho rằng là Đinh Thanh Sang bị phạm lỗi từ trước đó. Và sẽ là có phát bóng dành cho các cầu thủ đội bóng chủ nhà. Cúc Tân là người phát bóng. Đinh Thành Sang đã qua được người, chống trải Hoàng Tú với cú ném 3 điểm và bóng đi gọn ghẽ. Thực sự đó là một lối chơi quá rõ ràng đến từ Cần Thơ Catfish. Khi áp lực ở khu vực dưới rổ đến từ D'Angelo Hamilton làm đủ nhiều, khiến cho các cầu thủ của cánh ngoài của Cần Thơ Catfish thoải mái và chống trải. Và đây là tình huống phản công nhanh. Đinh Thanh Sang alley-oop dành cho D'Angelo Hamilton. Nhưng phải chăng D'Angelo Hamilton đã có một chút giật mình? Một cơ hội có điểm dành cho đội bóng làm khách. Hoàng Tuấn đường truyền, bóng trúng tay Nguyễn Văn Hùng và không thể nào bỏ lỡ cơ hội đó. Nguyễn Văn Hùng thi đấu rất cơ bản, đưa đối phương lên trên không và gõ rổ. Điểm số thứ 7 dành cho đội bóng Thăng Long Warriors. Nhưng gần kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên họ mới có điểm số thứ 7. Thực sự là khó khăn. Cú ném 3 điểm sau đó đến từ Luis Amori. Bóng đã đi ra ngoài. Hoàng Thiển đang chờ. Tình huống lên rổ sau đó lại không thành công đến từ Hoàng Tuấn. Bởi vì D'Angelo Hamilton lại là một áp lực lớn. Cú ném 3 điểm đến từ Cần Thơ Catfish chưa thể thành công. Cú ném vội vàng đến từ Hoàng Tuấn. Các cầu thủ của Thăng Long Warriors họ đang bế tắc thực sự rồi. Họ không có nhiều sự lựa chọn. Trong khi thậm chí hai cầu thủ ngoại binh của họ còn đang ngồi ngoài. Lợi thế với thể hình đến từ D'Angelo Hamilton. Nhưng rất xinh nhăng, không hề kém cạnh ở khả năng phòng ngự. Và cùng với đó là ở ngay sau đã có Nguyễn Văn Hùng luôn sẵn sàng để có thể bù trừ cho người đồng đội. Chúng ta có thể thấy được Nguyễn Văn Hùng đã kịp tạo dựng ra một bức tường. Nếu như D'Angelo Hamilton có khoan tiếp vào khu vực dưới rổ thì Nguyễn Văn Hùng cũng sẽ một phần nào đó cản bước lại được. Nhưng khoảng cách hiện giờ đang là 12 điểm dành cho đội bóng chủ nhà. Một khoảng cách đủ an toàn, như cho thấy được rằng đội bóng chủ nhà đã có sự chuẩn bị tốt hơn. Hoàng Thế Hiển có một chút không tập trung. Tình huống chuyền đó đến từ Justin Young không hề khó khăn để có thể bắt đến như vậy, theo đánh giá của tôi. Và D'Angelo Hamilton có lẽ sẽ được ra ngoài nghỉ trong những giây phút cuối cùng này ở hiệp thi đấu đầu tiên. Và hiệp thi đấu đầu tiên còn 23,1 giây. Sẽ là tấn công cuối cùng dành cho đội bóng chủ nhà. Liệu họ có thể nâng cao được khoảng cách hay không? Đúng Tân. Các cầu thủ của Cần Thơ Catfish họ đang muốn tiêu tốn càng nhiều thời gian càng tốt. Và bóng trong tay của Đinh Thanh Sang. Cú ném step back đến từ Đinh Thanh Sang. Cú ném 3 điểm đó là không thành công.
Và kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên, tỷ số là 19-7, khoảng cách là 12 điểm cho đội bóng chủ nhà. Thực sự đội bóng làm khách Thăng Long Warriors họ quá bế tắc trên phương diện tấn công, và cũng như là các cầu thủ của Cần Thơ Catfish biết điểm mạnh của Thăng Long Warriors ở đâu để có thể tấn công ngược lại. Quay trở lại trận đấu giữa đội bóng Cần Thơ Catfish và Thăng Long Warriors trong khuôn khổ trận đấu VBA năm 2022, và hiệp đấu đầu tiên kết thúc với tỷ số là 19-7. Một hiệp đấu thực sự các cầu thủ đội bóng làm khách Thăng Long Warriors quá bế tắc trên phương diện tấn công, khi họ chỉ có 15% tỷ lệ ghi điểm, 3/19 tình huống tấn công. Một phần cũng đến từ khả năng phòng ngự quá áp đặt đến từ D'Angelo Hamilton, và cũng như là khả năng tấn công của D'Angelo Hamilton được thể hiện rất nhiều với khối cơ bắp. Và cũng như D'Angelo Hamilton cũng đã có một tình huống ném 3 điểm thành công. Người hâm mộ của Thăng Long Warriors vẫn cảm thấy một phần nào đó chưa tự tin với ngoại binh Vukovic Asanje của họ. Vukovic Asanje chỉ có 2 tình huống tấn công, tình huống cắt bóng đến từ Vukovic. Các cầu thủ của Cần Thơ Catfish họ đã thực hiện tình huống chuyền cắt từ đầu sân này sang đầu sân kia ở hiệp đấu đầu tiên là 2 lần. Có lẽ huấn luyện viên Krasnovic cũng đã nhận ra và nhắc nhở những người học trò. Đứng thành sang, đứng chuyền ra cú ném 3 điểm đến từ Hoàng Tú. Hoàng Tú trước đó cũng đã thành công với một tình huống ném 3 điểm. Và bóng trọng tay của Nguyễn Văn Hùng. 14 giây trong đợt tấn công này dành cho đội bóng chủ nhà Cần Thơ Catfish. Tăng Minh Chí sẽ là người phát bóng. D'Angelo Hamilton quá đơn giản, chỉ có thể nói rằng quá đơn giản dành cho D'Angelo Hamilton, khi anh đã bảo vệ được trái bóng bằng cùi chỏ của mình đủ lớn. Justin Young không thể làm gì hơn, nhưng đây là cú ném chống trải đến từ Glucozet. Và đó là một tình huống ném thực sự cần thiết đến từ Glucozet dành cho đội bóng làm khách Thăng Long Warriors. Phải chăng cú ném 3 điểm này sẽ giải tỏa được một phần nào đó tinh thần dành cho đội bóng làm khách? Tăng Minh Chí có thể móc rổ nhưng anh quyết định truyền ra ngoài. Tình huống truyền vào sau đó cũng đã bị cắt bởi Justin Young. Nhưng Đinh Thành Sang ngược lại với tốc độ của một loài báo, và Đinh Thành Sang đã cất được trái bóng. D'Angelo Hamilton cú ném 3 điểm. Cú ném 3 điểm của D'Angelo Hamilton cũng đã đập ra ngoài. Các cầu thủ của Thăng Long G lại mất bóng thêm một lần nữa, và thả rổ thành công đến từ Đinh Thành Sang. Không thể nào bỏ lỡ điểm số miễn phí đến như vậy. Cũng như trái bóng
rồi thẳng vào tay của Đinh Thanh Sang, và Đinh Thanh Sang chỉ cần bật nhảy lên và điểm số thứ 2-3 thành công dành cho Cần Thơ Catfish. Và Nguyễn Văn Hùng đã ra ngoài sân sau tình huống để mất bóng vừa rồi. Và Đặng Thái Hưng đã vào sân. Chưa thấy được sự quay trở lại của ngoại binh thi đấu ở vị trí trung phong đến từ Thăng Long Warriors. Tăng Minh Trí một tình huống lên rổ và có điểm thành công dành cho Tăng Minh Trí. Tăng Minh Trí thậm chí còn mở ra góc lên rổ. Sẽ có thêm một pha ném phạt nữa dành cho Tăng Minh Trí. Cú ném phạt đến từ Tăng Minh Trí và 3 điểm thành công dành cho cầu thủ này. Mình cũng được biết rằng Tăng Minh Trí và Lê Hiếu Thanh là hai đôi bạn thân. Không biết Tăng Minh Trí có muốn đưa tới một trận thua dành cho người bạn thân hay không. Gizoji với một tình huống chuyền tốt dành cho Đặng Thái Hưng và đã đưa D'Angelo Hamilton lên trên không. Có điểm số dành cho Đặng Thái Hưng. Sự chắc chiu đến từ Đặng Thái Hưng có thể là một sự lựa chọn đến từ huấn luyện viên Pedak Lukic. Là 3 điểm đến từ D'Angelo Hamilton và điểm số thành công dành cho D'Angelo Hamilton. Cú ném 3 điểm thành công thứ 2 cho ngoại binh của Cần Thơ Catfish trong trận đấu ngày hôm nay. Gizoji một tình huống lên rổ. Và đó là tình huống phạm lỗi đến từ D'Angelo Hamilton. Chúng ta cùng xem lại tình huống lên rổ này đến từ Gizoji. Gizoji trước đó cũng đã có một pha dẫn bóng vượt qua được hai cầu thủ của Cần Thơ Catfish và buộc cho D'Angelo Hamilton cần phải phạm lỗi để khiến cho Gizoji không đưa được trái bóng vào rổ. Ném phạt thành công đến từ Gizoji. Gizoji là một cầu thủ có một dáng ném được nhiều chuyên gia đánh giá là một dáng ném đẹp, một chuẩn sách giáo khoa, khi anh luôn giữ tay khi mà bóng vẫn chưa chạm tới rổ. Điều này có thể giúp cho Gizoji tăng được chất lượng của đường bóng và từ đó tăng được khả năng vào rổ nhiều hơn. Với khoảng cách xa như thế này thì những ngoại binh của Cần Thơ Catfish như là hậu vệ Amari Bueno có thể được ra ngoài nghỉ và khoảng cách hiện giờ là 15 điểm. Khoảng cách thực sự an toàn đến từ đội bóng chủ nhà. Từ lối chơi của đội bóng làm khách vẫn chưa cho thấy được một sự khởi sắc nào thì họ chưa thể cản phá được D'Angelo Hamilton. Điểm số thứ 5 trong hiệp đấu này đến từ D'Angelo Hamilton. Nhưng sau đó thì Gizoji cũng đã có một pha thi đấu đầy lắt léo và nâng điểm số thứ 16 dành cho đội bóng Thăng Long Warrior. Hoàng Tú với cú ném 3 điểm. Cú ném 3 điểm chưa thành công đến từ Hoàng Tú. Nhưng các cầu thủ của Thăng Long Warrior có thể thấy rằng họ đang buộc phải co vào nhiều hơn khi D'Angelo Hamilton muốn tấn công vào khu vực dưới rổ. Điều này sẽ tạo ra cơ hội ngược lại cho các cầu thủ đánh cánh ngoài. D'Angelo Hamilton để bị mất bóng và đó là áp lực đủ lớn đến từ sải tay của Justin Young. Gyoji sẽ là người cầm bóng và Gyoji vừa ra dấu hiệu một bài đánh hon, một bài đánh sừng. Bài đánh sừng này có thể tạo ra được hiệu quả khi có nhiều sự lựa chọn cho cả người dẫn bóng như là cả người yểm trợ. Và vừa rồi Gyoji đã lựa chọn một cú ném tầm trung và tận dụng được cơ hội khi các cầu thủ của Cần Thơ Catfish không chú ý. Điểm số thứ 6 liên tiếp đến từ Gyoji trong hiệp đấu này.
Và lại là một tình huống để mất bóng nữa đến từ Cần Thơ Catfish. Phải chăng khoảng cách đủ xa đã khiến cho các cầu thủ của Cần Thơ Catfish có một chút lơi là? Năm phút 44 giây là khoảng thời gian còn lại trong hiệp thi đấu thứ hai. Tosiyang chưa thể trao tay dành cho Uzi. Đây tiếp tục là những tình huống mà các cầu thủ của Thăng Long Warrior họ đang dựa vào Uzi giống như là một mũi nhọn tấn công, và buộc cho huấn luyện viên của Cần Thơ Catfish phải hội ý. Những giây phút vừa qua thì Uzi đã thể hiện được khả năng tấn công lắt léo ở khu vực dưới rổ, và cũng như các cầu thủ của Thăng Long Warrior đã tạo ra một bài đánh, một bài chạy dành cho UAG. 8 điểm liên tiếp đến từ Thăng Long Warriors ở trong hiệp thi đấu thứ hai này đều đến từ đôi bàn tay của UAG, cũng như pha bóng hiệu quả bởi Đặng Thái Hưng. Chúng ta hãy cùng tạm nghỉ 60 phút. Của Cần Thơ Catfish sẽ có sự lựa chọn gì để có thể cản phá được lối chơi mà đang cố gắng sử dụng UAG là một ngọn giáo để tấn công vào khu vực dưới rổ. Đội viên Leonardo Pevez Amateros, không biết ông có mang lại cầu thủ ngoại binh vào sân hay không. Thậm chí là các cầu thủ của Cần Thơ Catfish còn đang sử dụng đội hình toàn bộ là nội binh. Một sự lựa chọn đầy ngạc nhiên đến từ huấn luyện viên Leonardo Pevez. Và tình huống thủ tốt đến từ các cầu thủ Cần Thơ Catfish. Dẫu vậy thì ở đằng sau đó cũng đã có ra được những sự sơ hở, và Justin Young không thể nào bỏ lỡ sơ hở đó. Trương Hoàng Trung suýt chút nữa đã để bị mất bóng, nhưng chính bản thân anh cũng đã thu hồi lại được trái bóng và có một pha kiến tạo thành công dành cho Justin Young. Đội trưởng của Thăng Long Warriors sẽ có thêm cơ hội để có thể ném phạt. Và khi vừa thử nghiệm một đội hình toàn bộ là nội binh đã tỏ ra được một yếu điểm, thì huấn luyện viên Leonardo Pevez Armenteros đã đưa quay trở lại Bueno Amori và cũng như D'Angelo Hamilton. Thì chắc là Amori Bueno, thưa quý vị và các bạn. Cú ném đến từ Bùi Quốc Tân có một chút ngửa ra, vậy nên Bùi Quốc Tân không thể nào tận dụng được cơ hội đó. Và thậm chí cầu thủ của Thăng Long Warriors, cầu thủ ngoại binh của Thăng Long Warriors vừa quay trở lại sân, và anh đã để bị mất bóng ngay. Tính tới thời điểm hiện tại thì Vukovic Asenze mới chỉ thi đấu 4 phút 36 giây ở trong trận đấu ngày hôm nay, và vừa quay trở lại sân anh đã có ngay một pha turnover, một pha mất bóng. Ném 3 điểm đến từ Cần Thơ Catfish và thu hồi lại được trái bóng bởi Đặng Thái Hưng. Đặng Thái Hưng cần phải đưa bóng lên. Bóng trong tay của Trương Hoàng Trung, nhận được sự yểm trợ đến từ người đội trưởng, và tình huống phạm lỗi bởi Bùi Quốc Tân khi Trương Hoàng Trung cố gắng có một đường truyền đập đất sau pha yểm trợ để tạo ra được một bài đánh pick and roll. 4 phút 07 giây là khoảng thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ hai. Và lão tướng Trong Phô cũng đã quay trở lại sân.
Đồng ý rằng các cầu thủ của Thăng Long Warriors đã có được sự khởi sắc hơn, nhưng đa phần đến từ đôi bàn tay của Guoji, người đang cầm bóng đây. Guoji, cú ném tầm trung đến từ Guoji. Một tình huống suýt chút nữa để bị mất bóng đến từ Vukovic. 11 giây trong đợt tấn công này, cần phải làm nhiều hơn. Cú ném 3 điểm đến từ Vukovic. Bóng lập bập nhưng lại là một tình huống lập bập đầy may mắn dành cho Vukovic. Điểm số đầu tiên của Vukovic trong trận đấu ngày hôm nay lại đến từ một pha 3 điểm. Và các cầu thủ của Thăng Long Warriors đã thu ngắn được khoảng cách xuống chỉ còn là 5 điểm mà thôi. D'Angelo Hamilton sải tay rất áp lực đến từ Justin Young đã khiến cho D'Angelo Hamilton có một cú ném vô thưởng vô phạt. Xoay người tốt đến từ Vukovic nhưng để bị mất bóng đến từ Vukovic. Bueno tình huống chuyền tốt nhưng tay của Guiozzi cũng đã nhanh không kém và sẽ tiếp tục có bóng dành cho đội bóng chủ nhà. Rất đồng đội đến từ Bueno. Tài vừa cất tiếng còi khi mà cầu thủ của Cần Thơ Catfish đã để bị mất bóng. Một người để bị mất bóng chính là Chong Po. Chong Po vừa quay trở lại sân, có lẽ một phần nào đó anh cũng chưa bắt nhịp được nhịp độ của trận đấu. Kiều Di đang là người cầm bóng. Có một chút không hiểu ý đến từ Guoji và Đặng Thái Hưng. Asenje vừa lại thể hiện khả năng lập bập của mình thêm một lần nữa. Không biết rằng trong tâm trí của huấn luyện viên Pedak Lukic ông đang nghĩ gì khi mà ngoại binh của ông vào sân và chưa thể hiện được quá nhiều sự hiệu quả. Asenje sinh năm 1998 và mới 24 tuổi. Câu chuyện mặt kinh nghiệm một phần nào đó chưa có nhiều đến từ Asenje. Và đây bóng trong tay của Tăng Minh Trí với cú ném 3 điểm. Các cầu thủ của Cần Thơ Catfish họ chưa tận dụng nhiều những cú ném 3 điểm mà D'Angelo Hamilton tạo ra về mặt không gian. Điều gì có thể rổ bằng tay trái nhưng đó là pha block đến từ D'Angelo Hamilton. Chưa Hoàng Trung ở đó để dọn cỗ và có một cú ném 3 điểm đầy ngọt ngào. 31-29, khoảng cách được thu ngắn xuống chỉ còn thành con số 2. Và 2 phút là khoảng thời gian còn lại của hiệp thi đấu này. Huấn luyện viên Pedak Lukic thậm chí ông còn đang đi vào sân để có thể động viên những người học trò. Cú ném 3 điểm đến từ Bùi Quốc Tân và đó là một cú ném 3 điểm dựng bảng thành công đến từ Bùi Quốc Tân. May mắn là một phần của thực lực, và thực lực đã giúp cho Bùi Quốc Tân thành công với cú ném 3 điểm vừa rồi. Guoji chưa muốn chuyền đến từ Guoji và anh tận dụng cơ hội đó. Và có điểm số thứ 13 trong trận đấu ngày hôm nay đến từ Guoji. Các cầu thủ của Thăng Long Warriors có vẻ như họ đã bắt nhịp được trận đấu rồi. Cũng lên rổ đến từ Bueno và có điểm thành công dành cho Bueno. Bueno không thể bỏ lỡ cơ hội vừa rồi và thậm chí anh còn muốn cầu lỗi cờ, thưa quý vị và các bạn. Một bài đánh sừng đến từ các cầu thủ Thăng Long Warriors. Tiếp tục là pha lên rổ đầy khéo léo đến từ Guoji. Có thể nói rằng các cầu thủ Thăng Long Warriors đang dựa vào toàn bộ khả năng tấn công đến từ Guoji. Không biết rằng thể lực của ngoại binh thi đấu ở vị trí hậu vệ này của Thăng Long Warriors có thể đảm bảo được đến hết trận hay không. Cắt bóng tốt đến từ Guoji, đọc bài rất hay. Hai ngoại binh của Thăng Long Warriors tấn công và đó là có điểm thành công dành cho Guoji. Guoji không bỏ lỡ những cơ hội mà anh có. Và trong pha bóng vừa rồi tưởng chừng như đó là một pha chuyền nhưng Guoji đã không chuyền. 12 giây
để chuẩn bị kết thúc hiệp thi đấu thứ hai. Cú ném 3 điểm đến từ Bruno và không thể bỏ lỡ cơ hội khi mà các cầu thủ của Thăng Long Warriors họ đã bị thu hút quá nhiều bởi D'Angelo Hamilton. Một cú ném cuối cùng đến từ Chu Hoàng Trung và pha bóng cuối cùng đó cũng không được công nhận điểm đến từ Trương Hoàng Trung. Tỷ số 39-35. Hiệp thi đấu thứ hai là một hiệp thi đấu thực sự khởi sắc hơn đến từ các cầu thủ Thăng Long Warriors và phần lớn đến từ ngoại binh của họ, Gozi Clayton. Và trận đấu hiện giờ đang có tỷ số 39-35. Hãy cùng tạm nghỉ sau ít phút để chuẩn bị đến với hiệp thi đấu thứ ba. We'll be right back.
tính theo tỷ lệ ghi điểm ở phần trăm, chúng ta cầu thủ đội bóng chủ nhà Cần Thơ Catfish hiện giờ đang có 39%, trong khi cầu thủ của Thăng Long Warriors hiện giờ họ đang có 40%. Tuy nhiên thì các cầu thủ của Thăng Long Warriors trong hiệp thi đấu thứ hai họ phải dựa vào Wuji quá nhiều. Nếu như mà Wuji không tấn công được ở những chế dục giống như hai hiệp đấu đầu tiên, chỉ đặc biệt ở hiệp đấu thứ hai, các cầu thủ của Thăng Long Warriors sẽ gặp khó khăn rất nhiều. Trên cái bối cảnh đó thì Asenjo Vukovic hoạt bình thi đấu ở vị trí trung phòng của Thăng Long Warriors vẫn chưa cho thấy được anh xứng đáng với vị trí ngoại bình. Rất nhiều những tình huống để bị turnover, 3 tình huống turnover đến từ Asenjo Vukovic trong khi anh chỉ thi đấu 9 phút 36 giây. Đồng ý rằng Asenjo Vukovic đã có tình huống ném 3 điểm thành công. Tình huống ném 3 điểm đó là một tình huống ném 3 điểm có sự lập bập đầy may mắn. Và hiện giờ ngoại binh này của Thăng Long Warriors đang có 5 điểm. Còn khi ở phía ngược lại thì D'Angelo Hamilton đã có 14 điểm với thi đấu chung vị trí với cả Asenjo Vukovic. Với tỷ lệ 45% đã có 2,3 điểm thành công và 11 pha ghi bàn. Quãng hiệp thi đấu thứ hai thì Đinh Thanh Sang cũng không thi đấu quá nhiều, đã nhường sân khấu cho cầu thủ, thậm chí đã có giây phút mà huấn luyện viên Roberto Pérez Armenteros, huấn luyện viên người Cuba, đã sử dụng toàn bộ là nội bình thì chỉ chưa đầy 30 giây thì đã không được sử dụng nữa. Một phần nào đó cho thấy được rằng huấn luyện viên Leonardo Pérez Armenteros có một sự tin tưởng rất lớn với các học trò. Và như thế ngược lại thì cần phải làm nhiều hơn với các cầu thủ của Thăng Long Warriors, mà đặc biệt tôi đang rất mong chờ sự tỏa sáng đến từ Lê Hữu Thành. Lê Hữu Thành là một người rất hiểu Cần Thơ Catfish, anh đã thi đấu 5 năm dành cho đội bóng này rồi và anh biết rằng Cần Thơ Catfish mạnh ở đâu, yếu ở đâu, tinh thần của Cần Thơ Catfish như thế nào để mà Lê Hiếu Thành có thể khai thác. Sau hai hiệp đấu đầu tiên thì Lê Hiếu Thành mới chỉ có 2 điểm, 1/5 tình huống tấn công. Trong khi ở trận đấu đầu tiên gặp các cầu thủ Hồ Chí Minh City thì Lê Hiếu Thành đã thể hiện được kinh nghiệm tốt của mình, kinh nghiệm của một cầu thủ đã vô địch PBA với 19 điểm. Sau khi ở trận đấu ngày hôm nay thì anh mới chỉ có 2 điểm thôi. Giờ cả hai đội vẫn đang trong công đoạn chuẩn bị và cũng như là khởi động để làm quen với đối thủ. Thì đấu thứ ba cả hai đội sẽ đổi bên. We'll be right back.
ta quay trở lại trận đấu giữa Cần Thơ Catfish và Thăng Long Warriors. Và hiệp thi đấu thứ 3 đã bắt đầu trong tay của Thăng Long Warriors. Đặng Thái Hưng vừa có một tình huống bắt rebound vượt qua sải tay của D'Angelo Hamilton và có những lập bập đến từ cả hai đội. Bóng trả ngược lại dành cho D'Angelo Hamilton. Liên tiếp là những va chạm đến từ D'Angelo Hamilton dành cho các đối thủ của Thăng Long Warriors. Và đây là cú ném 3 điểm đến từ Bueno. Hai hiệp đấu đầu tiên là hai hiệp đấu mà Gyoji đang cầm bóng thể hiện khả năng tấn công hiệu quả đến như thế nào trên phương diện là đột phá. Gyoji đã không còn sử dụng những tình huống ném 3 điểm hay ném tầm trung nhiều nữa. Anh thể hiện được lắt léo và cũng như là khả năng đọc đối thủ để có thể tấn công vào khu vực dưới rổ. Và tính tới thời điểm hiện tại thì Gyoji Clayton đang có 17 điểm, 7/12 tình huống tấn công. Một cú ném phạt tốt đến từ Guerzi. Guerzi hiện giờ đang có 60% tỷ lệ ghi điểm ở khu vực dưới rổ. Hai pha ném phạt đều thành công đến từ Guerzi. Và hiện giờ các cầu thủ của Cần Thơ Catfish đang cầm bóng. Bueno, tôi xin rằng rất nhanh. Nhưng khi mà không có Justin Young ở khu vực dưới rổ thì D'Angelo Hamilton sẽ tận dụng bốn tân chuyên gia. Bóng tú truyền vào dưới rổ đến từ D'Angelo Hamilton và rõ ràng các cầu thủ của Thăng Long Warriors quá nhỏ bé so với một cầu thủ cao 2m như là D'Angelo Hamilton. Lê Hiếu Thành, Đặng Thái Hưng ném tầm trung đến từ Đặng Thái Hưng nhưng cú ném đó đi yếu lực. Đặng Thái Hưng có lẽ cần phải xử lý trái bóng nhanh hơn. Chuyển ra Bueno đột phá, tốc độ đến từ Bueno và khả năng kiểm soát bóng tốt, dẫu vậy thì bóng đã đập ra ngoài. Bueno đã có một pha tấn công hay trước Đặng Thái Hưng để mất bóng đến từ Trương Hoàng Trung. Cầu thủ Thăng Long Warriors sẽ để mất bóng quá nhiều. Rotter, nhưng đó là pha block của Justin Young dành cho người đồng đội tại đội tuyển quốc gia, đó là Đinh Thanh Sang. Tưởng chừng như là tốc độ đến từ đôi bàn tay của Đinh Thanh Sang có thể đưa trái bóng được đi vào rổ. Đập bài tốt đến từ Justin Young. Bueno, không ai theo kèm Bueno cả. Ném đến từ Hoàng Tú. Áp lực đủ lớn đến từ Đặng Thái Hưng. Thật là 4 điểm. Lê Hiếu Thành chuyển sang cánh. Guezi, lợi thế thể hình đến từ Guezi và có đường chuyền cho Justin Young. Thả rổ thành công, chưa thành công đến từ Justin Young. Thậm chí Justin Young còn tỏ ra nuối tiếc. Chỉ ném 3 điểm đến từ Đinh Thanh Sang hơi xa. Có thể thấy rằng Đinh Thanh Sang cách một bước chân. Lê Hiếu Thành lại để bị mất bóng thêm một lần nữa. Các cầu thủ Thăng Long Warriors sẽ để mất bóng quá nhiều. Ở những điểm số, những pha bóng chuyển đổi trọng thái là có thể tận dụng được đến từ Cần Thơ Catfish. Và trọng tài xác định là Đinh Thanh Sang đã phạm luật dẫm vạch. Và bóng cũng trả ngược về dành cho Thăng Long Warriors. Không biết các cầu thủ Thăng Long Warriors họ có đánh chậm lại và cũng như là có một bài đánh cụ thể nào hay không. Thì cứ để cho Guezi độc lập tác chiến đến như thế này thì phổi của Guezi có đủ để đảm bảo để hết trận đấu được hay không. Rồi cũng đã có điểm thành công đến từ Guezi, cú ném 3 điểm đến từ D'Angelo Hamilton và bóng đi gọn ghẽ dành cho D'Angelo Hamilton. Cú ném cầu vồng đến từ D'Angelo Hamilton và cú ném 3 điểm thành công thứ 3 của ngoại binh Cần Thơ Catfish trong trận đấu ngày hôm nay. Các cầu thủ của Thăng Long Warriors họ mỗi khi có cơ hội săn bằng được tỷ số thì họ bị các cầu thủ Cần Thơ Catfish dội lại một cáo nước lạnh. Có điểm thành công dành cho Đặng Thái Hưng. 4-4-4-1. Đinh Thanh Sang, tốc độ đến từ Đinh Thanh Sang, step back đến từ Đinh Thanh Sang. Cú ném sau đó lại chưa thành công và hai cầu thủ của Thăng Long Warriors cũng như là Cần Thơ Catfish đang nằm sân. Có lẽ đó là Trương Hoàng Trung cũng như là D'Angelo Hamilton. Bueno với một pha phạm lỗi đầy chiến thuật.
Vậy chúng ta cần phải kiểm tra xem là khả năng của cả hai cầu thủ đến từ Cần Thơ Catfish cũng như là Thăng Long Warriors có đảm bảo để có thể thi đấu được hay không. Trương Hoàng Trung cũng như là D'Angelo Hamilton vẫn ổn. Rất may khi không có bất kỳ một chấn thương nào. Thực sự nhìn thấy các cầu thủ, các vận động viên thi đấu ở trên sân mà bị chấn thương là một điều rất buồn. Một ném 3 điểm đến từ Rosie và các cầu thủ của Thăng Long Warriors, họ vừa dùng bài elevator, bài khép cầu thang để có thể ném 3 điểm. Bueno thủ tốt đến từ hai cầu thủ Thăng Long Warriors. Tình huống cố gắng chuyền đến từ Lê Hiếu Thành dành cho Guizzi. Nhưng các cầu thủ Cần Thơ Catfish cũng đã quá hiểu Lê Hiếu Thành, đương nhiên rồi. Và đọc bài hiệu quả khiến cho Lê Hiếu Thành không thành công trong tình huống chuyền đó. Trung Hoàng Trung sẽ là người phát bóng. Tôi xin rằng có lợi thế về mặt thể hình. Đặng Thái Hưng không lựa chọn đến 3 điểm đến từ Đặng Thái Hưng vì anh chờ người đồng đội để có thể chạy một bài đánh cụ thể hơn. Đặng Thái Hưng đã qua được D'Angelo Hamilton, thậm chí là đưa D'Angelo Hamilton tô điểm thêm pha móc rổ vừa rồi. Nếu như Đặng Thái Hưng lên rổ bằng tay phải, có lẽ anh sẽ bị block. Nhưng anh đã lựa chọn thông minh và Đặng Thái Hưng đã thu ngắn khoảng cách xuống chỉ còn là một điểm dành cho Thăng Long Warriors. Đinh Thành Sang thủ tốt đến từ Trương Hoàng Trung. Trương Hoàng Trung là cầu thủ rất giỏi trong việc cầm nhịp. Trương Hoàng Trung để bị mất bóng rồi, nhưng có lẽ bóng đã chạm tay của Hoàng Tú và trọng tài Bích Trâm, chính xác hơn là trọng tài Kim Trâm đã xác định là bóng dành cho Thăng Long Warriors và có hội ý. Chỉ có nửa đầu của hiệp thi đấu thứ ba thì các cầu thủ của Thăng Long Warriors họ để mất bóng tương đối nhiều. Tuy nhiên họ đã tìm lại được nhịp và đã có những lúc mà các cầu thủ của Thăng Long Warriors tận dụng được cơ hội tấn công. Catfish họ cũng đang có những bài đánh tỏ ra là hiệu quả, nhưng việc mà Đinh Thành Sang chưa tận dụng đến cơ hội mà anh có, những pha step back rồi những tình huống ném tầm trung chưa thực sự đưa được trái bóng vào rồi đến từ Đinh Thành Sang. Và có lẽ sau tình huống này thì bóng sẽ được dồn vào dành cho D'Angelo Hamilton nhiều hơn. Nếu như Cần Thơ Catfish muốn có điểm, cần phải khoan vào khu vực dưới rổ. Và khi mà ngoại binh của Thăng Long Warriors là Asenje Vukovic không được tận dụng quá nhiều, thì Cần Thơ Catfish họ cần phải làm ngược lại. Và đây là một tình huống chạy bài tốt đến từ Thăng Long Warriors với điểm số đến từ Guizzi. Và lần đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay, Thăng Long Warriors họ vươn lên từ có lúc khoảng cách bị thua là trên 12 điểm thì Thăng Long Warriors thi đấu bình tĩnh và đã vươn lên ở hiệp thi đấu thứ ba. Bùi Quốc Tân với một tình huống ném khó và thậm chí Lê Hiếu Thành là có pha thủ tốt. Lê Hiếu Thành chống trả với một tình huống ném 3 điểm và đó là một tình huống ném 3 điểm cầu vồng đến từ Lê Hiếu Thành. Lê Hiếu Thành đã cất tiếng. Người cũ của Cần Thơ Catfish vừa gieo thêm một nỗi đau đến từ cự ly 3 điểm. Ném 3 điểm đến từ D'Angelo Hamilton. Có lẽ các cầu thủ Cần Thơ Catfish họ đã
thể hiện ra một chút sự vội vàng. Trường Hoàng Trung từng muốn chuyền vào, chưa thể chuyền cắt được. Và đây là bóng trong tay của Lê Hiếu Thành. Tiếp tục là ném ba đến từ Lê Hiếu Thành, nhưng lần này không còn là lạnh lùng nữa. Vẫn còn bóng dành cho Cần Thơ Catfish, nhưng trọng tài xác định tình huống phạm lỗi cản người bởi Trương Hoàng Trung. Tính tới thời điểm hiện tại thì Ngôi Dinh có 23 điểm. Và Ngôi Dinh thực sự đang là cầu thủ được lựa chọn để làm điểm tựa dành cho Thăng Long Warriors. Và Huy Hoàn vào sân, Huy Hoàn sẽ thay thế vị trí cho Trương Hoàng Trung. Và Trương Hoàng Trung hiện giờ đã có 7 rebound. Một ngày thi đấu phòng ngự hiệu quả đến từ Trương Hoàng Trung. Một pha block đến từ Guezi. Tăng Minh Trí chắc chắn sẽ không thể nghĩ rằng là Guezi có thể bật cao đến như vậy. Và trọng tài xác định đó là tình huống phạm lỗi cản người đến từ D'Angelo Hamilton. D'Angelo Hamilton sau pha phạm lỗi vừa rồi, đây là lỗi cá nhân thứ 3 của anh trong trận đấu ngày hôm nay. Các cầu thủ của Thăng Long Warriors họ có vẻ như đã tìm ra được công thức ghi điểm thay vì tấn công dưới rổ quá nhiều với những cầu thủ nội bình. Và đây là tình huống ném 3 điểm tiếp theo đến từ Lê Hiếu Thành. Sự lạnh lùng đến từ Lê Hiếu Thành, và có lẽ anh đang thể hiện lý do vì sao mà anh từng làm đội trưởng của Cần Thơ Catfish, bởi vì anh quá hiểu đội bóng này. Và cú ném 3 điểm đầy lạnh lùng đến từ Lê Hiếu Thành đưa tỷ số lên là 51. Dẫu vậy thì Hoàng Tú không thể bỏ lỡ từng đấy không gian thời gian mà các cầu thủ Thăng Long Warriors trao cho anh. 47-51, trận đấu đang có một tốc độ cao hơn rất nhiều. Tình huống chuyền tốt đến từ Guezi dành cho Đặng Thái Hưng, khả năng vượt qua tốt đến từ Guezi và cũng như là tận dụng cơ hội đến từ Đặng Thái Hưng. Còn cái là 6 điểm cướp bóng được đến từ Lê Hiếu Thành, có thể chuyền từ đằng sau nhưng Lê Hiếu Thành quyết định tấn công một mình một rổ. Và 8 điểm khoảng cách dành cho Thăng Long Warriors. Không biết rằng Cần Thơ Catfish họ đang làm gì nữa. Có những sự mơ ngủ, và chính sự mơ ngủ đó đã được thể hiện qua tình huống chuyền bởi D'Angelo Hamilton dành cho Đinh Thanh Sang. Hai phút 49 giây là khoảng thời gian còn lại dành cho hiệp thi đấu thứ ba này. Các cầu thủ của Thăng Long Warriors họ đang tận dụng tốt hơn những cơ hội mà họ có, đặc biệt đó là Lê Hiếu Thành. Hai tình huống ném 3 điểm thành công, được khoảng cách đi đủ xa. Huy Hoàn đã qua được người, lên rổ đến từ Huy Hoàn nhưng D'Angelo Hamilton quá khỏe. Bóng trong tay của Đinh Thanh Sang. Tình huống lên rổ cũng khéo không kém đến từ Đinh Thanh Sang và khả năng kiểm soát cơ thể ở trên không. 2 phút 20 giây là khoảng thời gian còn lại. Justin Young đang nhìn những người đồng đội. Lê Hiếu Thành có lẽ sau những giây phút được dồn bóng vừa rồi thì anh đã có một chút thấm mệt. Guezi chưa thể truyền vào. Justin Young đang chờ sẵn để có thể nhận trái bóng nhưng không thể. Và đây là bóng trong tay của D'Angelo Hamilton. Eurostep, một bước đi châu Âu. Và điểm số thứ 51 dành cho Cần Thơ Catfish. Hội ý dành cho huấn luyện viên Pedak Lukic. Và tình huống phòng ngự tốt đến từ Cần Thơ Catfish dành cho Guezi. Phần nào đó giúp cho D'Angelo Hamilton có cơ hội để có thể đánh phản công nhanh. Và hãy cùng chờ xem huấn luyện viên Pedak Lukic sẽ xử lý như thế nào sau hội ý này. Đến gần hết hiệp thi đấu thứ 3 khi chỉ còn 2 phút 08 giây thì Đinh Thanh Sang vẫn chưa thể hiện được quá nhiều sau 22 phút thi đấu.
Chính xác là hiệp thi đấu thứ 3 của chúng ta chỉ còn là 1 phút 58 giây và Đinh Thanh Sang vẫn chưa thể hiện được quá nhiều. Hiện giờ anh có 6 điểm 3 trên 12 tình huống tấn công và chưa thành công một lần nào ở cái ly 3 điểm sau 4 lần thử sức. Và hiện giờ D'Angelo Hamilton đang là người ghi điểm nhiều nhất trong đội hình của Cần Thơ Catfish với 21 điểm. Amari Bueno cũng chưa thực sự thể hiện được nhiều khi anh cũng chỉ mới có 7 điểm và 3 trên 10 tình huống tấn công. Vậy giờ bóng trong tay Callum Williams và các cầu thủ Cần Thơ Catfish, họ đã quyết định bắt trap, bắt bẫy. Nhưng các cầu thủ của Callum Williams họ hiểu ra ý đồ và phá đơn giản. Huy Hoàng đang là người cầm bóng, lợi thế tốc độ đến từ Huy Hoàng. Guizzi có thể ném tầm trung đến từ Guizzi, thậm chí đó là một pha lên rổ vượt qua được tay chắn đến từ D'Angelo Hamilton. Đây là một lời thách thức thực sự đến từ Guizzi dành cho D'Angelo Hamilton. Và cầu thủ hiện giờ đang ở trong sân thi đấu ở vị trí dẫn bóng dành cho Cần Thơ Catfish đang là số 7 Duy Hân. Duy Hân tình huống truyền cho Đinh Thanh Sang. Đinh Thanh Sang không ném, tình huống truyền ra, Duy Hân đột phá. Các cầu thủ của Cần Thơ Catfish đã không tấn công được hiệu quả và để phạm luật 24 giây. Không biết rằng lúc này đây thì huấn luyện viên Leonardo Pérez Armenteros có tung vào sân Amari Bueno để thi đấu vị trí dẫn bóng hay không. Các cầu thủ của Cần Thơ Catfish thực sự họ đang thiếu một người phối bóng thực sự. Tiếng chuyền ra Huy Hoàng được cú ném 3 điểm. Cú ném 3 điểm đến từ Huy Hoàng chưa hiệu quả, nhưng đây lại là sự hiệu quả đầy lạnh lùng đến từ Guizzi. Cái điểm số không biết mệt mỏi đến từ Guizzi trong trận đấu ngày hôm nay. Có lẽ cũng có một cách nói vui khi mà các cầu thủ Thăng Long Guê đang sống trên đôi vai của Guizzi và một tình huống bắt bóng hiệu quả đến từ Tăng Minh Trí. Thậm chí Tăng Minh Trí giống như từ dưới đất chui lên và có điểm thành công dành cho Tăng Minh Trí. Thì Hoàn có thể truyền ra Guizzi với cú ném 3 điểm. Lại là một sự hiệu quả nữa đến từ Guizzi đầy lạnh lùng. Guizzi đã có 28 điểm 11 trên 18 tình huống tấn công thành công đến từ Guizzi trong trận đấu ngày hôm nay. Và kết thúc hiệp thi đấu thứ 3, tỷ số là 62-53. Một hiệp đấu đầy hiệu quả đến từ Thăng Long QR và vẫn là cái tên đầy quen thuộc, Guizzi Clayton, với 27 điểm thành công bởi ngoại binh này. Go, go, winner!
3 của Thăng Long Warriors có lẽ nên được đặt tên đó là hiệp thi đấu của Wesley Thomas Clayton. Khi cả hiệp thi đấu thứ 3, Wesley đã làm hết tất cả mọi thứ dành cho Thăng Long Warriors. Anh tấn công, anh ghi điểm, anh kiến tạo, anh rebound, anh ném 3 điểm. Và thậm chí là có một tình huống lên rổ mà vượt qua được sải tay chắn của một người có khả năng block nổi danh NBA như là D'Angelo Hamilton. Và tính tới thời điểm hiện tại thì 62 điểm của Thăng Long Warriors, thì trong đó có 30 điểm của Wesley Clayton. Thực sự Thăng Long Warriors đã mang về được một ngoại binh đầy chất lượng, nhưng có lẽ cũng có một ngoại binh khác của Thăng Long Warriors vẫn chưa cho thấy được sự an tâm, đó là Asenje Vukovic. Khi cả hiệp thi đấu thứ 3, Asenje Vukovic ngồi ngoài, thì có lẽ huấn luyện viên Petr Lukic cũng đã có một sự lựa chọn đúng khi mà Wesley đã thể hiện khả năng gánh đội của mình. Bây giờ khoảng cách đang là 9 điểm, thì ném 3 điểm đến từ Hoàng Tú sau pha chuyền của Bueno. Hoàng Tú đã không tận dụng được cơ hội mà người đồng đội trao cho, suýt chút nữa đã để bị mất bóng. Nhưng chính xác hơn là các cầu thủ Thăng Long Warriors đã để mất bóng. Thì vừa rồi tình huống chuyền đó có lẽ địa chỉ là Lê Hiếu Thành. Lê Hiếu Thành đã không tập trung và Huy Hoàn đã có một chút giật mình. Bueno đường chuyền cho Tăng Minh Trí, ném 3 điểm hay chẳng. Đinh Thanh Sang, Đinh Thanh Sang ở hiệp thi đấu này cần thể hiện nhiều hơn. Ném 3 điểm đến từ Hoàng Tú. Hai tình huống ném 3 điểm chưa thành công, nhưng D'Angelo Hamilton bắt rebound và không thể tận dụng được cơ hội để tuột bóng đến từ Đặng Thái Hưng. Đặng Thái Hưng trong pha bóng đó đã chưa thể nào kiểm soát được. Đường chuyền lúc đó cũng rất mạnh và Hoàng Thế Hiển quay trở lại sân sau quãng hiệp 1 anh được vào sân. Có lẽ lúc này đây thì Hoàng Thế Hiển sẽ là một bức tường ở cánh ngoài và đốt thể lực của Bueno đến từ Kentucky Catfish. Đinh Thanh Sang, Đinh Thanh Sang hiện giờ đang thi đấu giống như là một vệ tinh để tạo ra cơ hội cho các đồng đội nhiều hơn. Bueno với cú ném 3 điểm, và cú ném 3 điểm để tạo ra được một tinh thần tốt đến từ Bueno dành cho Kentucky Catfish. Suýt chút nữa cướp được bóng đến từ Đinh Thanh Sang, nhưng Wesley không phải là một tay mơ. Hoàng Thế Hiển phối hợp với Đặng Thái Hưng và có một tình huống cắt bóng đến từ Bueno. Hiện giờ bảng tỷ số của chúng ta đang có một chút vấn đề và tỷ số hiện giờ đang là 62-53. Tất cả 9 điểm dành cho đội bóng làm khách Thăng Long Warriors. Lê Hiếu Thành chống trả với cú ném 3 điểm đến từ Lê Hiếu Thành. Lê Hiếu Thành ở hiệp thi đấu thứ 3 cũng đã rất hiệu quả với hai tình huống ném 3 điểm thành công. Lê Hiếu Thành không chọn ném 3 điểm, nhưng đây là Wesley một sự lựa chọn tốt hơn. Và cú ném 3 điểm đó đã thể hiện vì sao Wesley đang là người ghi điểm nhiều nhất trong trận đấu ngày hôm nay. 33 điểm thành công đến từ Wesley. Đinh Thanh Sang, Bueno đang nhận được sự chăm sóc đến từ Hoàng Thế Hiển. Thủ tốt đến từ Hoàng Thế Hiển, nhưng tấn công là hay hơn, kiểm soát cơ thể là tốt hơn đến từ Bueno. Các cầu thủ của Cần Thơ Catfish họ đang không muốn Thăng Long Warriors đưa bóng lên dễ dàng. Áp lực từ giữa sân là thực sự có. Cắt bóng tốt đến từ Bueno, nhưng cầu thủ của Cần Thơ Catfish không tận dụng được cơ hội. Và ngay sau đó thì GZ cũng không lên được rổ vì áp lực lớn đến từ D'Angelo Hamilton, nhưng vẫn còn bóng cho Thăng Long Warriors. Hoàng Thế Hiển lại thu hồi lại được trái bóng. Đó chính là giá trị mà huấn luyện viên Petr Lukic cần đến từ nội binh này. Giá giới hội đánh chậm lại rồi. Đặng Thái Hưng đã thậm chí câu lỗi được đến từ D'Angelo Hamilton. Nhưng những giây phút vừa qua chúng ta có thể thấy rằng
việc cho Hoàng Thế Hiển vào sân đang có một lợi thế như thế nào dành cho Thăng Long Warriors. Anh có những pha phòng ngự tốt đối với Bueno, đồng ý pha lên rổ Bueno trước đó là có điểm, nhưng đó là một pha lên rổ cực khó đến từ Bueno. Và sau đó là những tình huống mà Hoàng Thế Hiển đã thu hồi được trái bóng và liên tiếp tạo ra được những cơ hội ngay sau đó. Không biết rằng huấn luyện viên Leonardo Amateros của Cần Thơ Catfish có cho Đinh Thanh Sang tấn công nhiều hơn nữa hay không, bởi vì Đinh Thanh Sang đang thi đấu như là một sự lựa chọn ở trên phương diện truyền bóng thôi. Và vừa rồi trọng tài đã cất tiếng còi, sẽ có hai pha ném phạt ngay sau đây dành cho Justin Young. Sẽ có hai pha ném phạt ngay sau đây dành cho đội trưởng của Thăng Long Warriors. Và cũng như các cầu thủ của Cần Thơ Catfish cần đưa bóng dành cho D'Angelo Hamilton để tấn công dưới rổ nhiều hơn, thay vì là cứ để cho cầu thủ này phải giạt ra ngoài. Cần phải thể hiện được rằng là D'Angelo Hamilton có một cơ thể tốt hơn phần lớn các cầu thủ đang đứng ở trên sân thời điểm hiện tại. Điểm trợ đến từ D'Angelo Hamilton, nhưng Hoàng Thế Hiển đã thể hiện tốt. Bóng trong tay của D'Angelo Hamilton, 4 cái bóng áo đỏ dành cho D'Angelo Hamilton. Dẫu vậy là buộc phải phạm lỗi bởi một cầu thủ đến từ Thăng Long Warriors. Và đó là tình huống phạm lỗi bởi Lê Hiếu Thành. Huấn luyện viên Pedakovic còn đang phàn nàn rằng là thậm chí ông nghĩ D'Angelo Hamilton đã phạm luật chạy bước. Quyết định của các trọng tài là tiên quyết. Và hai pha ném phạt ngay sau đây dành cho D'Angelo Hamilton. Cú ném chưa đi vào rổ đến từ D'Angelo Hamilton. Ra dấu hiệu móc sao đến từ Justin Young. Và Trương Hoàng Trung cũng đã quay trở lại sân. Trương Hoàng Trung là cầu thủ có khả năng điều phối nhịp ổn. Và cũng như Trương Hoàng Trung vào sân sẽ giảm tải việc cần phải đánh phối bóng đến từ Guizzi. Và Guizzi sẽ chỉ cần tập trung ở vị trí ghi điểm mà thôi, có nhiệm vụ ghi điểm mà thôi. Nhận được điểm trợ, Lê Hiếu Thành truyền vào. Pha phối hợp tốt đến từ Lê Hiếu Thành và cũng như Đặng Thái Hưng. Kinh nghiệm của Lê Hiếu Thành đã thực sự lên tiếng trong pha bóng vừa rồi. Đinh Thanh Sang cũng truyền tốt đến từ Đinh Thanh Sang dành cho Tăng Minh Trí. Và hai tình huống đánh pick and roll trả ngược lại. Vâng, vừa rồi đó không phải là tình huống có điểm đến từ Đinh Thanh Sang. À, không phải là đến từ có điểm đến từ Đăng Minh Trí, mà đó là Đăng Khoa, thưa quý vị và các bạn. 60-68, Trương Hoàng Trung. Đăng Minh Trí thủ tốt. Justin Young có thể tấn công trái đến từ Justin Young. Ngành quyết định chọn đánh bằng tay không thuận. Tình huống chuyển ra hơi khó và bắt buộc các cầu thủ của Thăng Long Warriors đã phạm luật 24 giây.
tới thời điểm hiện tại thì Việt Kiều của Cần Thơ Catfish Đinh Thành Sang chỉ có 6 điểm, 5 rebound và 2 kiến tạo. Một ngày thi đấu đang chưa thực sự tốt đến từ Đinh Thành Sang thì anh nhận được quá nhiều sự chăm sóc đến từ các cầu thủ Thăng Long Warriors, và thậm chí Bueno vừa để bị mất bóng và lên rổ bằng tay trái đến từ Trương Hoàng Trung. Và vừa rồi D'Angelo Hamilton đã có một tình huống phòng ngự đầy thông minh. Trương Hoàng Trung cũng đã bỏ lỡ cơ hội có điểm đầu tiên trong trận đấu, không chính xác hơn là có điểm thứ 5 trong trận đấu ngày hôm nay dành cho anh với pha lên rổ bằng tay trái. Trước đó thì Trương Hoàng Trung cũng đã có một tình huống ném 3 điểm ở nửa đầu của trận đấu. Các cầu thủ Thăng Long Warriors họ đang bắt trap và hai tình huống để turnover đến từ ngoại binh Bruno và cũng như là Việt Kiều Đinh Thành Sang. Sẽ là quả bóng dành cho Thăng Long Warriors. Lại là một bài đánh elevator đến từ Thăng Long Warriors, thậm chí đó là có pha and one có điểm thành công dành cho Guoji. Sự lạnh lùng đến từ Guoji ở cự ly 3 điểm và toàn bộ cự ly trong trận đấu ngày hôm nay thì Guoji đều làm tốt. Điểm số thứ 36 đến từ Guoji trong trận đấu ngày hôm nay và có thể lên thành con số 37 sau cú ném này. Hiện giờ Guoji đã có 13 trên 22 tình huống tấn công thành công. Và trong số đó thì có 4 trên 7 tình huống ném 3 điểm. Và cũng như là điểm số 37 đến từ Guoji trong trận đấu ngày hôm nay. Và Thăng Long Warriors họ đã có khoảng cách là 12 điểm. Cú ném đến từ Tăng Minh Chí chưa thành công, đang khoa rebound được. D'Angelo Hamilton đang muốn nhận được sự yểm trợ, anh muốn đổi người sang một cầu thủ nhỏ bé hơn. Nhưng Justin Young cũng rất thông minh, pha lên rổ đến từ D'Angelo Hamilton chưa hiệu quả nhưng vẫn còn bóng dành cho Cần Thơ Catfish. Và pha tấn công vừa rồi D'Angelo Hamilton chưa lên rổ, chạm rổ. Đó chính là lý do vì sao mà Cần Thơ Catfish họ đã phạm luật 24 giây. Cái nhìn đang hơi cau có và cũng như là khó hiểu đến từ huấn luyện viên Leonardo Pevez Armenteros dành cho những người học trò. 4 phút 55 giây là khoảng thời gian còn lại. Sẽ là đổi bóng bởi vì là có lẽ trái bóng dính mồ hôi của các vận động viên nên đã quá trơn. Sẽ là phát bóng dành cho Thăng Long Warriors và Cần Thơ Catfish cũng đang bắt trap. Đặng Thế Hưng áp lực lớn đến từ Tăng Minh Chí. Justin Young, Đặng Khoa đã cướp được trái bóng. Trương Hoàng Trung cũng đã rất cố gắng để cứu trái bóng và hãy chờ xem quyết định của trọng tài như thế nào. Chúng ta đang xem được pha quay chậm này. Ở góc nhìn này có lẽ bóng chạm tay của Bùi Quốc Tân mới chính xác rồi. Trọng tài đã quyết định bóng sẽ được trả về dành cho Thăng Long Warriors. Guoji xin bóng. Sau trận đấu ngày hôm nay thì các cầu thủ của các đội khác cần phải phân tích mổ xẻ Guoji. Cầu thủ ngoại binh của Thăng Long Warriors cực kỳ nhiều. Vì ngày hôm nay anh thể hiện một phong độ tấn công dường như là không thể bị cản lại. Anh lên rổ tốt, anh ném 3 điểm hay và có một pha 3 điểm and one sau bài chạy elevator. D'Angelo Hamilton, có lẽ việc các cầu thủ của Thăng Long Warriors họ áp lực những bước chạy đầu tiên phần nào đó đã khiến cho mục đích tấn công ở khu vực dưới rổ đến từ D'Angelo Hamilton gặp khó khăn đi phần nào. Và lỗi đến từ cầu thủ mặc áo số 14 Nguyễn Văn Hùng, người thi đấu ở vị trí trung phong ngày hôm nay dành cho Thăng Long Warriors.
Còn chúng ta D'Angelo Hamilton. Ngày hôm nay D'Angelo Hamilton và Justin Chang theo nhau như hình với bóng. Đứng cánh sang, chưa thể chuyền. Và một tình huống luân chuyển bóng tốt, Tăng Minh Trí với cú ném tầm trung. Chưa thể nào tận dụng được cơ hội đó đến từ Tăng Minh Trí. Bóng trong tay của Thăng Long Warriors, Nguyễn Văn Hùng rất khỏe. Không thể nào bỏ qua được cơ hội đó vì trước mắt anh chỉ là một Bùi Quốc Tân thấp hơn anh cả một cái đầu. Khoảng cách là 14 điểm dành cho Thăng Long Warriors. Thăng Long Warriors họ đang thủ khu vực là rất hiệu quả, khiến cho tình huống luân chuyển bóng hay là muốn tấn công vào khu vực dưới rổ là chưa được hiệu quả. Và trọng tài xác định là phạm luật 3 giây đến từ D'Angelo Hamilton. Và pha va chạm của Đinh Thanh Sang, quý vị trọng tài cũng rất may mắn là cả hai vẫn ổn. D'Angelo Hamilton có một tình huống mắc màn. Một sự điều chỉnh rất hay đến từ huấn luyện viên Predrag Lukic, thì ông đã thủ khu vực khi biết rằng là các cầu thủ cần thơ Catfish họ ném không được tốt. Tính tới thời điểm hiện tại thì các cầu thủ của cần thơ Catfish chỉ có 31% tỷ lệ ném 3 điểm mà thôi. Trọng tài xác định tình huống phạm lỗi đến từ Đinh Thanh Sang sau pha cố gắng chặn lại Đặng Thái Hưng nhận trái bóng. 3 phút 04 giây, những gì mà các cầu thủ của Cần Thơ Catfish cần phải làm để có thể thu ngắn được khoảng cách và thậm chí là không để cho Thăng Long Warriors ghi thêm điểm nếu như mà họ vẫn muốn có chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Mà cái dớp thi đấu ở trên sân nhà có thể thua tại VBA ở mùa giải năm nay vẫn một phần nào đó hiệu quả. Ba phút không bốn giây là khoảng thời gian còn lại. Cuối gì ngày hôm nay có 60% tỷ lệ ghi điểm và cuối gì cũng đã tạo ra được không gian tốt cho Đặng Thái Hưng, nhưng Đặng Thái Hưng chưa tận dụng được pha lên rổ bằng tay trái đó. Và Nguyễn Văn Hùng lại phạm lỗi thêm một lần nữa đối với D'Angelo Hamilton. Và một nụ cười hơi ngao ngán đến từ Nguyễn Văn Hùng. Có thể thấy rằng là các cầu thủ của Cần Thơ Catfish họ cũng thành công ở cự ly 3 điểm. Đồng ý là 31% với nhiều chuyên gia có thể rằng là đủ nhiều và là đủ hiệu quả. Tuy nhiên thì nửa sau và đặc biệt ở hiệp thi đấu thứ tư này, các cầu thủ của Cần Thơ Catfish họ chưa tận dụng được những cơ hội ở vạch 3 điểm đó. Và người bỏ lỡ nhiều nhất cơ hội ở cự ly 3 điểm trong trận đấu ngày hôm nay đến từ Cần Thơ Catfish, đó là Đinh Thanh Sang với 5 tình huống ném 3 điểm mà anh chưa thành công bất kỳ một tình huống nào. 74-60, cách 14 điểm. Đinh Thanh Sang để bị lập bọc bóng nhưng anh đã qua được hai người. Mà một pha phạm lỗi tiếp theo đến từ Nguyễn Văn Hùng, 3 lỗi cá nhân đến từ Nguyễn Văn Hùng chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút vừa qua. Chúng ta đang xem lại tình huống qua người tốt đến từ Đinh Thanh Sang. Và Nguyễn Văn Hùng buộc phải phạm lỗi để Đinh Thanh Sang không có cơ hội ghi điểm. Nhưng sẽ có hai pha ném phạt ngay sau đây dành cho Đinh Thanh Sang. Cú ném đầu tiên bóng chưa đi vào rổ dành cho Đinh Thanh Sang. Với điểm số ở trên vạch ném phạt là những điểm miễn phí và rõ ràng Đinh Thanh Sang cần phải tận dụng nhiều hơn. Và vừa có sự nhắc nhở đến từ vị trọng tài dành cho Trương Hoàng Trung.
Cái anh đứng hơi cao so với quy định. 61-74, 2:30 là khoảng thời gian còn lại của trận đấu này, và cơ hội chiến thắng đang rất cao dành cho Thăng Long Warriors. Cơ hội chiến thắng đầu tiên mùa giải này đến từ đội bóng thủ đô. Trọng tài vừa rồi xác định đó là tình huống phạm lỗi tấn công sau pha yểm trợ đến từ rất xinh răng dành cho GOZ, và chính xác là Gyoji. Những bài đánh của huấn luyện viên Leonardo Armenteros ở hiệp thi đấu thứ 3 và hiệp thi đấu thứ 4 dường như là không tỏ ra được nhiều sự hiệu quả, khi các cầu thủ của Thăng Long vừa họ áp lực cánh ngoài lớn hơn và không cho pha đột phá ở khu vực dưới rổ được rõ ràng hơn nữa, và thậm chí các cầu thủ của Thăng Long Warriors họ sẵn sàng đổi lỗi để không cho D'Angelo Hamilton có những pha ghi điểm dễ dàng. Điều này là đúng thôi, bởi vì khi mà D'Angelo Hamilton bị phạm lỗi, anh sẽ không còn một hình thái động tác ghi điểm thoải mái nữa, và điều này khiến cho D'Angelo Hamilton sẽ không xác định được rổ ở đâu và anh sẽ không còn cơ hội đưa trái bóng vào rổ. Pha ném phạt thành công đến từ D'Angelo Hamilton. Và nếu như D'Angelo Hamilton ném phạt tình huống này vào thì cơ hội là vẫn còn dành cho Cần Thơ, nhưng dẫu vậy thì D'Angelo Hamilton đã ném trượt và bóng sẽ được trả ngược lại dành cho Thăng Long Warriors sau tiếng còi của trọng tài. Uzi đang ở cầm bóng. 2:12, một bài toán năng tương đối khó dành cho Thăng Long Warriors. Uzi có thể fade away đến từ Uzi, thậm chí Uzi còn muốn sử dụng cơ bắp trước một cầu thủ ngoại binh khác, đó là Bruno. Thực tế nếu như mà D'Angelo Hamilton ném phạt vào trong pha bóng vừa rồi thì các cầu thủ của Cần Thơ họ có thể lựa chọn cự ly 3 điểm là một lựa chọn tấn công sau đó. Nhưng khoảng cách hiện giờ vẫn đang là con số 12, là một khoảng cách đủ sự an toàn, và sau khi họp lại thì các cầu thủ của Cần Thơ họ sẽ có bóng. 1:47, có lẽ sẽ lăn bóng thôi, lăn bóng để tiết kiệm thời gian. Lùi 3 điểm sẽ là những thứ mà các cầu thủ Cần Thơ Kefit lựa chọn, và đây là cú ném 3 điểm đến từ Bùi Quốc Tân nhưng chưa thể hiệu quả, và Guizi để bị mất bóng. Đinh Thanh Sang đã phạm luật dẫm vạch, không chính xác hơn là trọng tài đã xác định đó là lỗi đến từ Nguyễn Văn Hùng. Nguyễn Văn Hùng phạm lỗi Đinh Thanh Sang để không cho Đinh Thanh Sang đưa trái bóng lên, nhưng bởi vì Thăng Long Warriors đã phạm đủ 5 lỗi đồng đội, vậy nên Đinh Thanh Sang sẽ lên vạch ném phạt. Nguyễn Văn Hùng thì
đều thành công cả năm. Ngoài việc tấn công tốt thì Guizhi cũng phòng ngự hay với 14 tình huống rebound thành công, và trong đó có 5 pha bắt offensive rebound, và cũng như một lối chơi đủ sự đồng đội đến từ Guizhi với 5 kiến tạo. Điểm số thứ 38 dành cho Guizhi. Sau trận đấu ngày hôm nay thì có lẽ Đinh Thanh Sang cũng sẽ ngồi xem lại băng ghi hình và nhận ra là bản thân anh cần phải làm nhiều hơn, anh cần phải tấn công nhiều hơn, nhận trách nhiệm trong những tình huống đánh cần có điểm của Cần Thơ Catfish, thay vì cứ dồn bóng dành cho D'Angelo Hamilton và đột phá vào rồi lại kích ra để đưa bóng cho các role player ném những tình huống ném không đủ sự chắc chắn. Có hội ý dành cho Cần Thơ Catfish. Mạng xã hội ngày hôm nay sẽ nói rất nhiều về màn trình diễn của Guizhi. Chắc chắn là như vậy. Một cầu thủ có khả năng ghi điểm đa dạng, đột phá tốt, lắt léo, ném 3 điểm hay, và cũng như thi đấu đủ sự đồng đội. Bên phía của Cần Thơ Catfish thì Bueno cũng chưa thể hiện được quá nhiều. Có lẽ một phần cũng vì Bueno có một thể hình tương đối nhỏ con. Hôm nay Bueno cũng chỉ có 12 điểm, 5 trên 13 tình huống tấn công. Một cái điểm lớn nhất trong đội hình của Cần Thơ Catfish đó là D'Angelo Hamilton. Nếu mà D'Angelo Hamilton đã thi đấu 38 phút, sự mệt mỏi có lẽ là thấy rõ đến từ D'Angelo Hamilton. Và 44 giây với khoảng cách là 12 điểm thì gần như là đã chắc chắn có chiến thắng dành cho Thalam Warriors rồi. Chiến thắng đầu tiên của họ đang đến rất gần. D'Angelo Hamilton muốn tấn công vào rổ của Thalam Warriors. Đương nhiên Thalam Warriors biết điều này, nhưng Thalam Warriors để cho D'Angelo Hamilton ghi điểm. Chuyền bóng tốt đến từ Châu Hoàng Trung. Các cầu thủ Thalam Warriors họ không cần phải tấn công nữa vì khoảng cách đã đủ xa rồi, chỉ cần bảo vệ được trái bóng thôi. Xoay người tốt đến từ Trương Hoàng Trung, thậm chí Đinh Thanh Sang còn phải phạm lỗi Trương Hoàng Trung, vì Trương Hoàng Trung đã có một pha thi đấu đầy tính thông minh. Trước đó là một tình huống chuyền và qua được người, qua được Bùi Quốc Tân, và Trương Hoàng Trung đã dựa vào Đinh Thanh Sang để tạo ra một điểm tựa để có thể xoay được người. Nhưng cú ném đầu tiên ở trên vạch ném phạt của Trung Hoàng Trung, bóng chưa đi vào rổ. Một Cần Thơ Catfish vẫn chưa thể nào phá được cái rớp là đội bóng thi đấu ở trên sân nhà, tại vì năm nay sẽ có chiến thắng 5 trận đấu và cả 5 trận đấu đều có kết quả thua dành cho đội bóng chủ nhà. Đương nhiên điều này cũng chỉ là một cách nói vui, thì chúng ta không thể nào bỏ qua được những sự cố gắng đến từ Thalam Warriors. Họ có một trận đấu tốt khi ở hiệp thi đấu đầu tiên họ để bị dẫn trước 12 điểm. Một lối chơi đầy mơ ngủ, thiếu đi tính gắn kết, không có nhiều bài vở được thể hiện. Nhưng với sự tỏa sáng đến từ Guizhi, Thomas Clayton, và cũng như là việc các cầu thủ của Thalam Warriors
đã có một bài phòng ngự tốt, không cho mũi nhọn tấn công, ngọn giáo tấn công mang tên Diangelo Hamilton của Cần Thơ Catfish được lên tiếng và hạn chế được khả năng đột phá tạo ra cơ hội đến từ Đinh Thanh Sàng. Còn nhớ trận đấu trước thì Đinh Thanh Sàng tạo ra được 7 kiến tạo, trong trận đấu ngày hôm nay thì Đinh Thanh Sàng mới chỉ có 2 kiến tạo mà thôi. Giờ phút cuối cùng trong trận đấu ngày hôm nay khoảng cách quá xa rồi, các cầu thủ của Cần Thơ Catfish có lẽ họ sẽ chỉ muốn rút ngắn khoảng cách mà thôi. Các cầu thủ Thăng Long Quy Nhơn vẫn tập trung. Chính xác vậy, bởi vì đồng hồ giây chưa hết thì trận đấu cũng chưa hết. Và thủ tốt đến từ Đặng Thái Hưng và kiểm soát được trái bóng bởi Trương Hoàng Trung. DeAngelo Hamilton đã thu hồi lại được trái bóng, cú ném 3 điểm. Đó là một cú ném 3 điểm bị Ebo. Và Guezi cầm bóng. Các cầu thủ Thăng Long Quy Nhơn sẽ không tấn công nữa. Họ sẽ không tấn công nữa và chiến thắng chắc chắn dành cho Thăng Long Warriors với tỷ số 77-66. Thăng Long Warriors có chiến thắng đầu tiên ở trong VBA 2022. Và rõ ràng cái dớp sân nhà chưa thể chiến thắng được vẫn đang được hiện diện. Và ngày hôm nay nó được hiện diện ở trên nhà thi đấu Tân Bình. Rất cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Thăng Long Warriors và Cần Thơ Catfish. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần phỏng vấn cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, đó là Guezi Thomas Clayton với 39 điểm. Warriors đã khép lại với chiến thắng ngược dòng ấn tượng 77-66 dành cho đội khách Thăng Long Warriors. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị khán giả hãy cùng Tú Văn gặp gỡ cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Clayton Thomas Gilozet, người đã có trận đấu bùng nổ với 39 điểm, 14 rebounds và 5 kiến tạo. First of all, congratulations on your great performance. How do you feel about this
first win of season? You know, coming out and losing the first one, we had a big chip on our shoulder. We knew we could play a lot better, that being our first game of the year. So it feels great. It was a great, really great game. Both teams fought hard. They came back and made a run at the end, and we just settled down and did what we did and came out with a win. It feels great. Yeah, and we can see that you guys didn't start well, but you made a really strong comeback. And how did you guys make it? We just dug in on defense, stuck to our defensive principles, calmed down a little bit on offense, started attacking the hoop, taking open looks, and they started to fall for us. Until now, there is no home win at VBI. So how do you think about home advantage? So does it still matter? Yeah, I mean, I think the opening round, all the home teams lost. So the away teams are coming in, fighting hard, and it's a great atmosphere everywhere. Back in Hanoi and then down here, great atmosphere. So we're loving it with the fans. VBA being back, I know you guys were in the bubble the last 2 years. So it's great getting out here with the fans, working hard. They're showing love and we're working hard to show that love back to them. And the last question, this is the first time you play basketball in Vietnam at VBA. Any special feelings? It's incredible. The atmosphere, the professionalism, everything. You saw how many people were out here chanting, clapping for both teams. You guys out here, them setting up the court, it's a very special experience. My first time in Asia, so I'm embracing the culture through and through, basketball and out in life. So I'm loving it. I'm loving the VBA. Thank you. I appreciate it. Congratulations again. Best wishes. Thank you. Thưa quý vị, khi mà Tú Văn hỏi Clayton Thomas Gilozet rằng là nghĩ như thế nào về chiến thắng đầu tiên của mùa giải thì anh cho rằng là anh chia sẻ rằng là anh cảm thấy rất vui, đương nhiên rồi là vì ở trận đấu đầu tiên họ Thăng Long Warriors đã thất thủ, mặc dù là ở trận đấu đó họ đã có thể thi đấu tốt hơn rất nhiều, tuy nhiên ở trận đấu này thì họ đã có được chiến thắng. Và khi được hỏi rằng thì ở trận đấu này Thăng Long Warriors đã không có một thế trận nhập cuộc tốt nhưng họ đã trở lại mạnh mẽ để giành chiến thắng, thì họ đã làm điều đó như thế nào, thì Clayton chia sẻ rằng thật sự là chỉ cả đội đã bình tĩnh trở lại và thay đổi chiến thuật cũng như tập trung hơn trong từng pha bóng để mà có thể trở lại và giành chiến thắng. Và ở câu hỏi thứ ba thì khi Tú Văn hỏi rằng là cho tới thời điểm này một điểm thú vị ở VBA mùa giải năm nay là vẫn chưa có đội bóng nào có chiến thắng trên sân nhà, Clayton cũng cảm thấy rất là thú vị về điều này và anh cho rằng có thể đó là vì ở vòng đấu đầu tiên thì các đội vẫn còn khá là gọi là trong gặp một số bỡ ngỡ trong việc nhập cuộc nên các đội vẫn chưa có được chiến thắng trên sân nhà. Nhưng không sao cả, bởi vì với anh thì thi đấu trên sân nhà hay sân khách thì không khí, sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả đều tuyệt vời như nhau. Và với Thăng Long Warriors thì khi thi đấu trên sân ở thủ đô Hà Nội cũng như là khi thi đấu trên sân khách thì anh đều cảm nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả và điều đó đã tiếp thêm cho đội bóng rất nhiều động lực để giành chiến thắng. Ở câu hỏi cuối cùng thì khi Clayton chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên anh thi đấu tại Việt Nam, chơi tại VBA thì cảm xúc khác biệt rất nhiều bởi vì không khí cũng như là sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả dành cho bóng rổ, dành cho các đội bóng khiến cho anh cảm thấy mình yêu hơn các trận đấu và cảm thấy là mình thực sự rất tận hưởng mọi trận đấu. Và chắc chắn là nó sẽ có những điểm khác biệt so với việc anh thi đấu tại châu Âu, bởi vì đây là lần đầu tiên anh thi đấu tại châu Á và đặc biệt cụ thể là ở Việt Nam. Nhưng Clayton chia sẻ rằng là anh vẫn sẽ cố gắng thi đấu thật tốt và tận hưởng từng trận đấu. Và trong trận đấu tiếp theo của Cần Thơ Catfish thì đội bóng cá Ba Sa sẽ có chuyến hành quân đến sân Hà Nội Buffaloes. Trong khi đó trận đấu tiếp theo của Thăng Long Warriors sẽ là màn tái đấu với Cần Thơ Catfish trên sân nhà. Các trận đấu của VBA sẽ được trực tiếp trên sóng HTV. Quý vị khán giả hãy nhớ đón theo dõi nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Net. Siêu tốc. Vượt lốc 4G từ VTV Cup.
phủ khắp địa bàn Hà Nội. Từ nay đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, đăng ký và gia hạn truyền hình Internet nhận ngay ưu đãi thực sự hấp dẫn. Liên hệ 1900 1515. Dịch vụ truyền hình và Internet ưu đãi đặc biệt